Thôi, hôm nay mình làm tiếp cái bài số 1 bữa trước. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái project mới đặt tên là Demo 02 dành cho bài lab số 2. Enter, mình sẽ đợi nó chạy khoảng để tạo ra Demo 02. Và trong khi để biết thử xem coi mình sẽ làm Demo 02 làm những vấn đề gì thì đây sẽ hướng dẫn tiếp. Mà mình sẽ làm cái styling và blackboard. Styling là blackboard này thì mình sẽ thay đổi màu sắc dữ liệu của nó. Ví dụ như đây, mình sẽ thay đổi cái chữ nó kiểu như thế nào. Và mình cũng có thể thay đổi cái dữ liệu màu sắc xanh đỏ vàng màu đen của nó như thế nào. Rồi, đó là toàn bộ cái mà mình sẽ được giới thiệu. Xong rồi ha. Giờ thì thầy phải chạy cái simulation lên, chạy mấy ảo lên trước cái này. Chạy cái visual code. Bây giờ thì mình chạy thử nó xem tình trạng thế nào. Đầu tiên mình sẽ tạt cái server trước bằng cách đi vào CD Demo 02. Restart. Rồi, sau khi server xong là mình sẽ để qua bên chỗ khác. Rồi mình sẽ mở một cái giao diện khác lên, một cái command khác. Đây mình sẽ cho nó chạy một cái lệnh lên error. Nó sẽ nạp lên trên đây để xem cái kết quả như thế nào. Thầy sẽ hướng dẫn các em. Thì thật ra đối với bài này thì mình chỉ cần thay đổi trong cái file app. Mình ở đây mình thay đổi màu sắc của nó. Ở đây người ta có sẵn hết một số màu rồi. Giờ mình sẽ thay đổi các màu nó tương tự. Trong cái đề bài của mình thì mình chỉ cần em thay đổi cái màu sắc này cho thầy. Các em sẽ cho thầy align icon một cái trang center.
trước mình đã thấy mình có ba cái test đây, và ở đây mình cho nó giá trị ba cái test tương ứng này. À, cái container là cái chứa bên ngoài, các em sẽ làm cho nó thay đổi, ví dụ như là place reason. Đây em sẽ thực hiện cái thuộc tính place reason. Nó sẽ theo hàng rồi, mặc định nó sẽ theo hàng. Giờ mình sẽ cho nó xếp theo cột thế nào. Rồi, đây sẽ để cột như thế này. Thì các em thay chữ column này bằng chữ row. Position row là nó sẽ xếp. Còn nếu như mà xếp column có nghĩa là cùng trên một cột, row là cùng trên một hàng. Specify content là center. Các em không thích nó là center thì các em có thể đổi thành cái chữ khác. Với center các em sẽ cho sở ấn tượng đây. Cứ mỗi lần làm xong các em chụp hình lại kết quả và đưa lên bỏ vào file Word nộp cho thầy, cộng thêm cái file sụt này nữa. Rồi sau đó thì mình sẽ chạy lại rồi nha. Và để cho dễ nhìn thì mình chỉnh lại cái anh chàng này đi, thay vì nó chính là rau thì giờ mình cho nó column cho dễ nhìn ha, cho nó cùng một hàng cho nó dễ nhìn, mỗi view chiếm một hàng nhìn hơn đỡ nha. Rồi mình thử luôn black end xem thế nào. Em thử, mỗi lần thử như thế này chạy lại kết quả và chụp hình lại cho thầy. Em nằm bên dưới ha. Và bây giờ mình sẽ xem coi thay đổi cái khác nữa, đó là space around. Bây giờ ra là spray between thêm thế nào ha. Đây, spray around. Rồi, bây giờ mình sẽ thử nó thêm cái gọi là spray between. Rồi sau đó các em tiếp tục align item, em cũng làm như thế cho thầy. Align item ở đây các em đã dùng center, các em đã thấy rồi, giờ mình sẽ dùng place. Rồi. Đây này. Cái này cho nó justify center đi ha.
Rồi, cho mình xem thử. Press start ha. Rồi, xem black end thế nào. Let's check như thế nào. Rồi. Không có ID ha. Không có ID. Em bỏ chữ ID vô thầy. Đây, bình thường như cũ. Sau khi hoàn thiện hết rồi thì bài tiếp theo các em sẽ làm tiếp cho thầy, đó chính là mình sẽ tạo ra ba cột đỏ xanh vàng là như thế nào. Thì để làm ba cột đỏ xanh vàng như thế này thì các em sẽ hãy chèn ba cái thước view vào và thay đổi cái background cộng thêm với lại cái khoảng cách của nó nữa.